Kính thưa quý vị và các bạn, Hoàng Phượng là một người con gốc Nam Bộ, chị hiện đang sinh sống tại Huế Kỳ và là một trong những tác giả thơ có rất nhiều tác phẩm được các tác giả trong cũng như ngoài nước phổ thành nhạc. Ca nhạc sĩ Ngọc Quy từ một dịp hội ngộ tình cờ đã chọn lựa rất nhiều tác phẩm của nhà thơ Hoàng Phượng để phổ thơ, trong đó đáng chú ý là ca khúc Rạng Rỡ Bình Minh. Với thông điệp là trong cuộc sống này dù với muôn vàn khó khăn gian khổ, nhưng chúng ta rồi cũng sẽ vượt qua. Ví như Covid, ví như bao nhiêu áp lực khác vay bủa đời sống con người, nhưng với niềm tin, với tình yêu đích thực thì con người sẽ đi đến bên bờ hạnh phúc và tìm thấy sự lan tỏa trong tình yêu thương đích thực. Sau đây kính mời quý vị và các bạn thưởng thức tác phẩm Rạng Rỡ Bình Minh, thơ Hoàng Phượng, âm nhạc Ngọc Quy do chính tác giả song ca cùng với ca sĩ Tuyết Mai. Đêm đen
bên tôi và rồi đêm sẽ hết. Cuộc đời tôi sẽ rạng rỡ bình minh. Đêm đen tôi và rồi đêm sẽ hết. Cuộc đời tôi sẽ rạng rỡ. Từ studio trực tiếp của LTV, Minh Lăng một lần nữa xin chân thành cảm ơn ca nhạc sĩ Ngọc Quy và nhà thơ Hoàng Phượng với tác phẩm Rạng Rỡ Bình Minh.